Treasury bond được gọi là trái phiếu kho bạc, trong khi đó bond yield được gọi là lợi tức trái phiếu. Thì trong video ngắn ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai cái tên gọi này và mối tương quan giữa Treasury bond và bond yield nó như thế nào. Thì mình xin phép được gọi hai tên gọi này bằng tiếng Anh tại vì mình không quen sử dụng bằng tiếng Việt cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi ở đây mình có một người đàn ông tên là Tèo. Và anh ta muốn giao dịch với chính phủ Mỹ, US Government. Thì để mà giao dịch với chính phủ Mỹ thì anh ta phải mua một cái tờ trái phiếu kho bạc, nó gọi là Treasury. Thì cái tờ này nó có trị giá là 1 năm và mệnh giá của nó là 1.000 đô. Và cái mệnh giá này nó sẽ cố định không thay đổi, fixed. Và cái giá mà anh ta muốn mua để sở hữu cái tờ này thì nó sẽ dao động theo thị trường. Giả sử như anh ta mua lúc đó là giá là 950 đô, thì tức là anh ta cho chính phủ Mỹ mượn 950 đô để là làm ăn hay là xây dựng đất nước gì đó mình không biết. Và sau đó thì chính phủ Mỹ sẽ đưa cái tờ này cho anh ta giữ trong vòng 1 năm. Và sau đó 1 năm thì sau đây, one year later, ok. Thì lúc này là may mắn thay là anh Tèo ảnh vẫn còn giữ cái tờ này, T-note, vẫn còn giữ cái tờ này để mà lấy tiền lại từ chính phủ. Thì lúc này là chính phủ Mỹ bắt buộc là phải đưa cho anh Tèo số tiền là 1.000 đô như những gì đã in ra trên cái tờ Treasury note này. Như vậy sau 1 năm thì anh Tèo đã có được một số tiền lời nhỏ nhỏ để mà chuẩn bị cưới vợ. Thì ở đây mình có là từ 950 đô mà lên 1.000 đô, tức là anh ta đã có tiền lời là 50 đô sau 1 năm. Vậy xét về mặt tỷ lệ thì anh Tèo đã lời được bao nhiêu phần trăm sau 1 năm? Thì bây giờ mình sẽ tính nhanh cho anh Tèo nhá. Bây giờ mình có là năm đầu tiên, mình lấy là cái năm đầu tiên nè, chia cho cái năm mà lúc mà mình mua nè, rồi mình trừ cho bao nhiêu ạ? Mình trừ cho 1 và mình nhân cho 100. Thì ở đây mình có là năm đầu tiên là cái năm mà ảnh nhận được 1.000 đô đó, thì mình sẽ có là 1.000 đô chia cho cái năm đầu tiên mà ảnh bắt đầu anh bỏ tiền để anh mua cái Treasury này, tức là 950 đô, và mình trừ cho 1 rồi mình nhân cho 100 thì sẽ bằng bao nhiêu đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy tính của mình ra tính nhanh cho các bạn xem. Mình có là 1.000 đô chia cho 950 bằng, rồi trừ cho 1, rồi mình nhân cho 100. Vậy là mình có là 5.26%. Và mình ghi ở đây cho anh Tèo nhé. Mình có là 5.26% tiền lời của anh Tèo trong 1 năm. Và mình sẽ ghi ở đây cho anh Tèo là nếu mà anh Tèo mua ở mức giá là 950 tại thời điểm này, tức là anh Tèo sẽ có là 5.26% tiền lời. Vậy thì bây giờ nếu anh Tèo, giả sử như anh Tèo ảnh mua cái giá khác, không phải là 950 mà là giả sử như là anh Tèo mua ở mức giá là 930 đi. Bây giờ mình sẽ ghi cho anh Tèo là giả sử như anh Tèo ảnh mua ở mức giá là 930 một cái bond này, một cái Treasury này. Sau 1 năm anh ta vẫn nhận được 1.000 đô, vậy thì cái tỷ lệ sắp tới là anh ta sẽ nhận được là bao nhiêu phần trăm đây, các bạn tính thử xem. Rồi bạn nào không muốn tính cho anh Tèo thì để mình tính luôn cho anh Tèo nha. Ở đây mình mua là giá 930 đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ thay cái số này bằng là 930. Và mình cũng sẽ lấy cái máy tính của mình ra để mình tính nhanh cho anh Tèo nha. Thì mình có là 1.000 chia cho 930 và trừ cho 1 rồi nhân cho 100, mình có là 7.53% nhá. Lúc này là không còn là như này nữa mà là 7.53%, thì tức là bây giờ mình sẽ có là 7.53% ở đây. Các bạn thấy sự tương đồng không ạ? Khi mà 950 xuống còn 930 thì có nghĩa là mức giá của bond này, mức giá bond nó đi xuống. Thì sau đây thì lúc này là yield nó lại tăng lên, các bạn thấy không? Cái tỷ lệ nó tăng lên nè, mức giá mà đi xuống thì cái yield này nó tăng lên, cái tỷ lệ tăng lên. Thì cái này nó gọi là cái yield nè các bạn, cái yield ha,
hay còn gọi là lợi tức trái phiếu, cái yield này đó, nó tăng lên, đây là cái tỷ lệ nó tăng lên. Đây là lý do tại sao mà khi mà bond nó đi xuống thì yield nó đi lên, và ngược lại nếu bond mà nó đi lên thì yield nó đi xuống. Và đây là sự tương quan giữa treasury bond và bond yield, tức là sự tương quan giữa trái phiếu kho bạc và lợi tức trái phiếu. Và thêm một điều nữa, đó là cái tỷ lệ yield này thường là cái yếu tố quyết định đến cái interest rate, cái lãi suất cho vay của ngân hàng Federal Reserve, ngân hàng liên bang, cục dự trữ liên bang Mỹ. Hy vọng là qua cái ví dụ của anh Tèo này thì các bạn đã hiểu được cái bản chất của mối tương quan giữa Treasury Bond với lại Bond Yield như thế nào. Thì Khoa hy vọng là nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cho Khoa một like và nhớ là đăng ký kênh, và cũng đồng thời đó các bạn nhớ là share ra để cho nhiều người biết, và đặc biệt là cho những ai mà đang thực sự cần hiểu được cái việc này thì họ có thể là biết được cái điều này. Thì chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.